Hello, xin chào toàn thể các anh em, quý vị, các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục xin giới thiệu cho các bác tiếp một lô máy cưa xích chuyên để sử dụng cắt tỉa cành, dọn vườn, đồ linh tinh các bác nhé. Đó, những mẫu này là đa số là hệ nhưng dòng cưa gia đình nhỏ gọn các bác nhé. Đó, và hôm nay thì cũng em là có một cây cưa Estin 021. Đó, một cây duy nhất, công suất là 40cc các bác nhá, chuyên khai thác tầm trung. Còn lại là 9 con còn lại là những dòng cưa gia đình các bác nhá. Hôm nay là có 3 mẫu cưa tay cụt và tổng cộng 6 con cưa tay dài. Đó, hôm nay tổng cộng lô là 10 con. Và cửa hàng chúng em thì khi các bác đặt hàng thì cửa hàng chúng em là không cần cọc các bác nhá. Không cần cọc, chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Nên là vui lòng các bác xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác thực sự ưng ý con nào, muốn đặt hàng con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em. Để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nha. Đó, hình thức mua bán rất là đơn giản. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống thì xin giới thiệu từng con một cho các bác xem qua cũng như là test nổ từng con một luôn ạ. Dạ vâng, mở đầu cho lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa H1. Cửa hàng chúng em có đánh dấu ký tự từng mã từng con một rồi các bác nhé. Đó, các bác nào mà không biết là dòng máy nào mà muốn đặt hàng em thì các bác chỉ cần đọc cho cửa hàng chúng em cái mã thôi nhá các bác nhé. Cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu lên từng con rồi đấy ạ. Đây, ví dụ là con này là con H1 này. Đó, giá con này thì cửa hàng chúng em cũng đã báo giá lên trên máy luôn rồi. Con này là giá là 1.900.000 các bác nhé. 1.900.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship. Là giá đó đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Mỗi phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhé. Đấy, hôm nay là cửa hàng chúng em con H1 là một con máy cưa Maruyama MC30A. Con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhé. Dòng cưa tay dài rất là nhỏ gọn cho các bác sách đi cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh. Đó, lam con này mặt cắt là được 30-35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Giá là 1.900.000 ạ. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Kỳ chắc chắn cũng như là các bác nhá. Con này tiếng nổ của cây máy thì cực kỳ là thoáng máy luôn. Đó, nó có tích hợp là thêm núm bơm xăng phụ thì cực kỳ dễ dàng cũng như là tiện lợi, dễ dàng lên xăng các bác nhá. Đó, phần này là phần đổ xăng pha nhớt đấy ạ. Phần đổ xăng pha nhớt, còn phần này là phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Đó, con H1 giá 1.900.000, cả chúng em vừa test nổ cũng như là cho các bác xem qua tiếng động cơ của cây nổ của cây máy. Máy móc thì cam kết cho các bác là cửa hàng chúng em bao zin 100%, hàng chưa bung chạm máy móc các bác nhé. Đó, nguyên zin từ ATZ, hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái, đúng máy trên video thì các bác nhận hàng ạ. Dạ vâng, qua tiếp là H2 là một con máy cưa Echo 3000. Con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhé. Nhưng mà con này thì nó được tích hợp sẵn cho các bác một cây lam Latin ạ. Một cây lam Latin này. Đó, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Lam con này là lam lim Latin luôn ạ. Đầu lam Latin khá là còn đẹp. Con này thì hàng quốc dân rồi. Máy cưa Echo Curit tích hợp 2 ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Ký tự con này là H2, giá của nó là 2 triệu đồng các bác nhá. Đó, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác ở đây luôn ạ. Rồi, cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt dài 35 phân. Đó, giá con này là 2 triệu đồng, ký hiệu là H2 các bác nhá.
Dạ rồi, qua tiếp là một con H3. Con này là giá 2.050.000. Con này là Echo Kyoris 3.300. Công suất của nó là 33cc các bác nhá. 33cc ạ. Đó, làm con này mặt cắt thì nó cũng hơi nhỏ thôi. Theo máy con này thì mặt cắt là được 30 phân. Công suất lớn nhưng mà con này thì có thể kéo lên được khoảng là tầm 545 các bác nhá. 545 ạ. Đấy, Echo 3.300 công suất 33cc, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Có núm bơm xăng phụ luôn các bác nhá, có núm bơm xăng phụ luôn ạ. Rồi, cái chúng em xin phép giật test nổ ạ. Giá 2.050.000 các bác nhé. Đó, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Rồi, qua con H4 là một con máy cưa Estin MS021 các bác nhé. Estin 021, con này là sản xuất tại Đức này. Máy móc hàng Made in Germany, hàng bãi Đức các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Có tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhá. Con này, cái này thì vặn khi mà các bác tháo mở lam xích thì không cần phải tip hay gì cả, vặn bằng tay thôi ạ. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cũng như là xả áp ở đây. Con này thì máy móc nguyên bản, bao zin bao cho các bác 100% các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 35 phân. Đó, xích là xài xích chung 91. Con này cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là H4, giá 3.800.000. Giá 3.800.000 cho một con máy cưa Estin 021C các bác nhá. Đó, con này thì công suất của nó là 40cc ạ. Dạ rồi, kế đến là con H5. H5 con này là máy cưa Echo Kyoris 3000, công suất 30cc. Con này thì tích hợp lam theo máy của nó là 35 phân các bác nhá. Giá con này là 1.900.000 các bác nha. 1.900.000 tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhá. Mắt xích thì khá là to bản, cực kỳ đẹp. Máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. H5 giá 1.900.000 các bác nha. Dạ vâng, qua tiếp là một con máy cưa H6. H6 con này là một dòng cưa tay cụt nhỏ gọn cho các bác leo tỉa cành các bác nhá. Công suất của con này là 33cc các bác nha. 33cc một con máy cưa hàng Tananka. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực. Riêng con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Làm con này mặt cắt là được 35 phân ạ. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Có tăng giảm xích trực tiếp trên phần lam này luôn các bác nhá. Con máy khá là đẹp. Dòng cưa tay cụt chuyên để leo tỉa cành, giật chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. H6 giá 2 triệu đồng.
Dạ vâng. Còn tiếp đến là một con máy cưa H7. H7 cũng là một con máy cưa Tananka các bác nhé. Con này thì tình... Dạ vâng, con H7 thì lại cực kỳ đẹp. Đây, cho các bác xem qua tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhé. Dây giật con này này. Đây là dây giật nguyên zin của nó luôn các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.850.000. Làm quá đẹp luôn các bác nhá. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đó, con này hình thức tổng thể thì quá là VIP luôn rồi. Tình trạng đẹp 90% các bác nhá. Hàng như là dòng thiếu thùng sưu tầm luôn ạ. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Công suất của con này là cũng là 33cc các bác nhá. Con này mặt cắt là được 30 phân, cực kỳ nhỏ gọn cho các bác nào mà thích leo tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh các bác nhá. Xách đi thì cực kỳ nhẹ luôn ạ. Đó, hoặc các bác nào mà hay trèo thang hoặc là hay leo cây thì lựa chọn con này thì quá là chất lượng luôn các bác nhá. Dạ rồi. Tiếp đến là một con máy cưa tay cụt nữa, là một con máy cưa Ryobi đánh dấu ký tự là H8. Con này thì tình trạng là quá là đẹp luôn. Đó, cho các bác xem quả. Con máy tem mác đầy đủ từ A tới Z các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 30cc, tích hợp hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10, thắng xích đầy đủ. Lam con này mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Có tích hợp núm bơm xăng phụ luôn các bác nhé. Đấy, con này thì cực kỳ đẹp, mẫu mã quá là VIP và chất lượng luôn. Giá 2.050.000 cho một con máy cưa H8. Dạ vâng, con H9 là một con máy cưa Shinawa. Shinawa con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo các bác nhé. Núm bơm xăng phụ đầy đủ, e gió tự động luôn các bác nhé. Đấy, giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 các bác nhé. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn, rất là tiện lợi cho các bác phải sử dụng gia đình. Hiệu hãng Shinawa thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Đánh dấu ký tự là H9 các bác nhé. Riêng con này thì cái phần bình xăng của nó thì nó được thiết kế nằm gọn ở phía trên này. Thì khi các bác nào mà muốn bảo dưỡng cây máy hoặc là muốn tháo cái phần chế ra để rửa cũng như là để bảo dưỡng cây máy thì cũng cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng các bác nhá. Đấy, quá tiện lợi luôn. Vặn hai con ốc này thì có thể nhấc bộ chế ra rồi. Sửa chữa cũng rất là dễ dàng, linh kiện thay thế cũng cực kỳ dễ tìm. Hãng này thì siêu nổi tiếng rồi các bác nhá. Ký tự H9 giá 1.900.000. Dạ vâng, cuối cùng là một con H10. H10 là một con máy cưa Echo 3300. Công suất con này là 33.4cc các bác nhá. Tích hợp theo máy là một cây lam Latin, cực kỳ chất lượng luôn ạ. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. H10 ký tự là, đánh dấu ký tự là H10 này. Giá con này là 2.200.000. Cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship và tặng em phụ kiện rồi các bác nhá. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Có tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Quá đẹp luôn nhá. Con này thì tình trạng thì coi như là 90% nữa rồi. Cực kỳ tiện lợi và chất lượng luôn ạ. Công suất lại nếu mà so với phân khúc là dòng máy cưa tay dài thì con 33.4cc thì nó cũng thuộc dạng là cũng khá là to rồi đấy ạ.
2.200.000 theo máy là một cây lam Latin các bác nhá. Đó. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ cũng như là dọn cho các bác giới thiệu cho các bác là tổng cộng là 10 cây máy cưa. Rồi thì các bác nào mà đã cảm thấy ưng ý con nào rồi, muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929, hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cả chúng em các bác nhé. Đó, các bác có muốn tham khảo gì thêm thì hãy mạnh dạn và liên hệ cho cửa hàng chúng em để tư vấn thêm. Cửa hàng chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhé. Đó, các bác cửa hàng chúng em thì không cần cọc máy móc trên video như thế nào thì cửa hàng chúng em quay trực tiếp như thế. Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc, và những hệ này linh kiện sửa chữa thay thế cũng rất là dễ dàng các bác nhé. Đó, nên là các bác không cần phải lăn tăn cũng như là bảo là đến nữa mà hỏng hóc thì có đồ sửa chữa hay không, thì cả chúng em cam kết cho các bác là sửa chữa rất là nhiều các bác nhá. Rồi, cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.